Chào tất cả các bạn, tôi Minh Hùng đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ về quá trình khảo sát, tư vấn sử dụng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và đá cho một gia chủ tại là sử dụng trong một cái lâu đài biệt thự đúng hơn nhỉ? Biệt thự tại khu đô thị Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. Thì chúng tôi đang hôm qua có khách hàng cũng đã đến trao đổi với tôi nguyện vọng của khách hàng, và hôm nay là cũng chương trình là gồm có mấy anh em đến để khảo sát và tư vấn. Xin mời các bạn xin qua trên con đường. Đây là con đường đi vào nhà gia chủ. Đây là con đường Tuệ Tĩnh, con đường nối từ đường quốc lộ 1 sang đến nhà gia chủ. Anh đi thẳng luôn. Đó. Đây là ngã tư ở đây Thái Tổ Tuệ Tĩnh, đi thẳng. Thì phương châm của chúng tôi là khác biệt với các công ty khác, là đến tận nơi để đo và tư vấn với những đội ngũ là về ít nhất là kỹ sư, tìm hiểu, am hiểu về cái sản phẩm và về bên ngành xây dựng. Anh đi thẳng luôn. Đây, trước mặt các bạn chính là cái khu bên này là cái gọi là khu vườn nhỉ, một sân trường. Thì gia chủ cũng chúng tôi đã đến tham quan, mà gia chủ xây dựng trên một cái công viên rơi khoảng gần 300 m2. Và mặt sàn của xây dựng ấy, mỗi sàn ấy rơi vào 180 m nhân 4 tầng. Thì phương châm của chúng tôi sẽ đến tại tận nhà để vừa khảo sát và tư vấn, bởi vì thực ra mỗi gia chủ ấy, mỗi một ngôi nhà sẽ xây một cái hình thức khác nhau, một khuôn viên khác nhau, và mục đích sử dụng của mỗi nhà là khác nhau. Nên là khi mà các bạn ấy không đến tận nơi ấy, ví dụ như các đơn vị khác không đến tận nơi, đến chỉ có bán hàng thôi, thì đâm ra tôi nghĩ là cũng chả có ý nghĩa gì cả. Mà khi các bạn đến như này thì các bạn hiểu được cái không gian của ngôi nhà, anh thấy chưa? Không gian của ngôi nhà và công năng sử dụng và nguyện vọng của gia chủ, sở thích của gia chủ thì các bạn mới hiểu được. Đấy. Trước mặt các bạn chính là ngôi nhà lâu đài đây. Cái này lâu đài này của anh, của ông gì nhỉ anh nhỉ? Anh Thư biết không? Theo ông trưởng. Bảo ông Thư lâu đài không? Đây lâu đài à, đây cũng là dạng biệt thự này. Đây thì gia chủ có xây dựng trên một công viên rất là rộng và trước mặt rất là thoáng. Đấy đúng rồi, đây. Ok. Hôm qua em đến đây bị lừa anh. Rồi, ok. Em cầm ganh mấy cái đồ này vào này. Thì chúng tôi đã đến được cái nhà gia chủ rồi. Nên là bây giờ vào. Đây, trước mặt các bạn này chính là mặt tiền của ngôi nhà. Đây. Đó. Thì ngôi biệt thự sẽ là xây dựng trên là 4 sàn. Anh cầm bút đi rồi, còn thước em cầm. Ok. Đấy. Đây, trước mặt các bạn đấy chính là cái khu nhà. Bác à, cháu bên gạch ốp lát này, hôm qua anh Cam cũng bảo cháu ở này lên đo. Đi ra đo lại bác ạ. Đi vào đi. Rồi, mặt các bạn đấy chính là cái phòng khách và phòng bếp là thông nhau. Rồi, sau đó là đây là cầu thang. Và hai bên là phòng ngủ. Phòng ngủ đây trước mặt các bạn rất là rộng. Hôm trước bảo vậy à? Đây à? Đây trước mặt các bạn đây chính là cái phòng ngủ. Phòng ngủ để cho gia đình ở tầng ngay tầng 1. Đây là cái phòng vệ sinh khép kín. Ok. Còn phía kia là các bạn nhìn thấy ấy, chính là cái không gian bên trong ngoài ấy, được thiết kế rất là thông thoáng. Nó lại đi, tôi để cho gọi ông anh về. Thì ở đây là không gian của cái tầng 3 đó, đây là khu sinh hoạt chung, phòng ngủ đó. Trên này gồm có gia chủ gồm có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng vệ sinh khép kín và một phòng chung chung đây. Còn đây là khu hành lang ra ngoài, đây là cái sảnh đó. Thành ra các bạn nhìn ngó này, đây thì là lên hành lang lên tầng 4 đó.
khu tầng 4 này thì sau này người ta chủ có sử dụng cái cầu thang này, chính là để cầu thang này dùng bằng sàn gỗ. Ok, thì trước mặt các bạn đấy chính là khu không gian chung, còn phía ngoài kia chính là cái khu ấy, sân đấy, khu sân. Tôi sẽ bước qua xem đây. Đây từ cái nhà gia chủ đây, đây khu sân phơi của gia chủ. Đây, thì trước mặt các bạn đây chính là cái khu đô thị. Khu đô thị của một khu của Ninh Bình. Ok. Đấy, thì từ lên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy tầm view của nhà gia chủ. Từ ra đây khu đô thị Ninh Tiến ở đây. Đây có lâu đài, bên phía kia là có khu bệnh viện. Từ đây ra bệnh viện là tầm khoảng hơn cây số, trước đây cây số đó. Còn khu trung tâm thành phố đây, tôi làm cái video này để chia sẻ các bạn về cái công việc của chúng tôi đấy. Còn những con người mà đi làm về phải con người mà muốn bán ra một sản phẩm gì đó thì gắn liền với cái sản phẩm của các bạn và gắn liền tâm tư nguyện vọng của gia chủ đó, làm sao tư vấn cho sản phẩm của mình với gia chủ là tốt nhất, đẹp nhất, ưng ý nhất, và làm sao mà khi làm xong được công trình này đó ấy, thì mình cảm thấy rất là vui vẻ, mà chủ cũng vui vẻ và bản thân mình cũng vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.